Ân đức của Thầy và của hộ Pháp rất to lớn. Chân thật báo ân chính là y giáo phụng hành, tự độ độ tha. Cuộc đời này của tôi chính là làm ra tấm gương mô phạm cho mọi người. Hôm nay nhân cơ duyên này, tôi nêu ra để cúng dường mọi người. Hy vọng mọi người đều có được thu hoạch, cố gắng nỗ lực vì hòa bình thế giới mà cống hiến một phần sức lực. Bất luận làm việc gì, trong tâm luôn luôn không được quên rằng hết thảy những gì mình làm đều là để trở về với quê hương cực lạc. Cổ đức nói rằng tự mình chẳng muốn về, về thì sẽ được. Quê hương gió mát trăng thanh, có ai tranh giành? Đợi đến khi nhiệm vụ đời này của chúng ta đã viên mãn, A-di-đà Phật nhất định sẽ đến tiếp dẫn chúng ta. Việc này chính là thực sự báo ân Phật, báo ân Thầy, báo ân chúng sanh. Nhân dịp Học viện Tịnh Tông Úc Châu tổ chức hoạt động kỷ niệm 60 năm Hoằng Pháp của Tịnh Không, tôi kính chúc đại chúng tham dự đạo nghiệp tinh tấn, pháp hỷ sung mãn, tịnh định an lạc, quan thọ vô lượng. Chúc phúc mỗi một tôn giáo, chủng tộc, văn hóa đối đãi bình đẳng lẫn nhau, cùng chung sống hòa mục. Chúc phúc mỗi một quốc gia quốc vận hưng long, quốc thái dân an. Cầu chúc thế giới an định hòa bình, thịnh thế đại đồng. Kính chúc chư vị đồng học chúng ta, mọi người cùng phát tâm trong năm nay làm được tín giải hành chứng. Thế thì công đức của chúng ta thực sự là vô lượng. Xin cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. Độ thế chi đạo, đương kim thị pháp, cửu trụ bất diệt. Bài nói chuyện nhân dịp kỷ niệm 60 năm Hoằng Pháp của lão pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 6 tháng 3 năm 2019. Địa điểm Tịnh Tông Học viện Úc Châu. Kính thưa các vị pháp sư, các vị khách quý, các vị đồng học, xin chào mọi người. Thời gian không ngừng trôi, năm tháng như nước chảy. Tôi năm nay đã 93 tuổi rồi. Nói ra thì dường như là một thời gian rất dài, nhưng bản thân tôi thực sự cảm thấy chỉ là một khẩy móng tay mà thôi. Đời người là một giấc mộng. Có thứ nào trên thế gian này có thể mang đi được đâu? Thân thể không mang theo được, chân thật là mọi thứ đều không thể mang theo. Câu tiếp theo nói về những thứ có thể mang theo được, duy có nghiệp theo thân. Nếu như chúng ta trong thời gian có hạn này thành tựu được tịnh nghiệp, thì đời sống này mới có ý nghĩa, mới có giá trị. Tịnh nghiệp là gì? Nói một cách đơn giản nhất là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác. Chúng ta noi theo tâm hạnh của Đức Di Đà, niệm niệm đoạn ác tu thiện. Vì Phật Pháp cửu trụ thế gian, vì hết thảy chúng sanh lìa khổ được vui, không vì chính mình.
Tôi năm nay học Phật đã 67 năm rồi, giảng kinh dạy học 60 năm. Tôi xin đem kinh nghiệm chia sẻ với mọi người. Tôi là một người cực kỳ bình thường, không có học lực, không kinh nghiệm. Thầy tôi nhìn thấy tôi có một mình tứ cố vô thân ở Đài Loan, khuyên tôi xuất gia, khuyên tôi đi theo con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu nói này vô cùng quan trọng. Tôi học Phật trước tiên nhận thức về Thích Ca Mâu Ni Phật, sau đó thì học theo Ngài. Do đó tôi mới phát hiện ra Thích Ca Mâu Ni Phật dạy học cả một đời. Sau khi khai ngộ ở tuổi 30, Ngài bắt đầu dạy học, một ngày cũng không nghỉ ngơi, dạy học cả một đời. Năm 79 tuổi, Ngài viên tịch, giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Phật giáo không phải là tôn giáo. Xem Phật giáo là tôn giáo thì là điều oan uổng rồi. Phật giáo là giáo dục. Dùng lời hiện nay mà nói, Thích Ca Mâu Ni Phật có thân phận gì? Ngài là một nhà giáo dục xã hội, làm công tác dạy học tình nguyện ở trong xã hội đa nguyên văn hóa. Ngài dạy học không thu học phí, không nhận cúng dường của người. Ngài ăn cơm, mỗi ngày ra ngoài trì bát khất thực. Cả một đời không có đạo tràng, không có nhà, không có đất. Trải qua cuộc đời lang bạt, buổi tối ngủ ở dưới gốc cây. Lúc Ngài dạy học, mọi người đều ngồi dưới đất, còn Ngài thì ngồi ở chỗ cao hơn một chút. Mỗi ngày giảng kinh dạy học, không có ngày nào ngưng nghỉ. Nếu như nghỉ dạy thì trên kinh điển đều có ghi chép lại. Ngài không nghỉ dạy một ngày nào. Chân thật là một vị thầy tốt, vô cùng nghiêm túc, có trách nhiệm. Cho nên Phật Pháp là sư đạo. Tôi nghe theo lời Thầy, cả đời này xác thực đi trên con đường của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuy rất là vất vả, thế nhưng đi rất là vui sướng. Đến tuổi 93 vẫn còn có người đến tìm tôi, mời tôi đến làm việc tại tổ chức UNESCO. Họ thiết lập cho tôi một văn phòng làm việc dài hạn tại trụ sở chính ở Paris, gọi là Hội Hữu Nghị Tịnh Không. Hy vọng tôi có thể giúp Liên Hiệp Quốc đoàn kết tôn giáo trên toàn thế giới, giúp hóa giải xung đột trên thế giới, thúc đẩy sự an định và hòa bình của thế giới. Duyên khởi của văn phòng làm việc tại tổ chức UNESCO xuất phát từ tháng 3 năm trước. Lúc đó, chính vị đại sứ của tổ chức UNESCO đến Tokyo tham quan. Họ nhìn thấy được thành quả thực tế của việc đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc. Đối với sự nghiệp mang lại sự hài hòa xã hội như thế này, sanh tính tâm rất lớn. Họ đã đồng ký tên cho một bài báo cáo gửi lên tổ chức UNESCO.
Bài báo cáo nói là việc đoàn kết các tôn giáo đa nguyên và chủng tộc xác thực là điều có thể. Đồng thời, họ xin UNESCO cấp cho tôi một văn phòng làm việc. UNESCO nhanh chóng phê chuẩn lời thỉnh cầu của các vị đại sứ. Chúng tôi dùng nơi này đem tôn giáo quay về với chính danh, để mọi người đều nhận thức được là tôn giáo là giáo dục. Hết thảy các tôn giáo đều nói thần ái thế nhân, đều là sự giáo dục về tình yêu thương. Chúng ta cùng có chung giá trị cốt lõi, nên có thể đoàn kết lại với nhau, có thể phục hưng tôn giáo, có thể đoàn kết tôn giáo thì có thể mang lại sự an định và hài hòa cho thế giới. Đây là việc thứ nhất chúng ta cần phải làm. Sau đó chúng ta còn phải lợi dụng nơi đây để đại sứ của các quốc gia đều nhận thức được là văn hóa truyền thống là báu vật của toàn nhân loại, có thể cứu đất nước, cứu thế giới. Tương lai thế giới sẽ đi về hướng thống nhất. Muốn thống nhất thì cần dùng đến văn hóa. Dùng văn hóa gì? Dùng giáo dục của văn hóa truyền thống. Dùng bộ quần thư trị yếu. Như vậy thì mới có thể thống nhất thế giới. Việc làm này là một sự nghiệp lớn. Phục hưng tôn giáo mở ra sự nghiệp thái bình thịnh thế. Các bạn đồng học đều biết thọ mạng của tôi vốn dĩ chỉ có 45 tuổi, lại không có phước báo. Vì sao có thể cải đổi được vậy? Năm xưa Phật sống Cam Châu nói với tôi, đây là nhờ công đức giảng kinh của tôi. Ngài nói, thọ mạng của anh rất dài, phước báo của anh cũng rất lớn. Vào năm ngoái, sau khi tôi bước vào tổ chức Liên Hiệp Quốc, thì mới biết rằng lời nói này của Ngài chính là nói về Liên Hiệp Quốc. Không dễ gì vào được Liên Hiệp Quốc. Tôi tham gia công tác này, tuổi tác tuy có hơi lớn, nhưng thể lực cũng còn được. Cả một đời không có đạo tràng, hiện nay thì có một đạo tràng lớn thù thắng như vậy, hoàn toàn là do Tam Bảo gia trì, tổ tiên phù hộ. Chúng tôi dùng nó để hoằng dương giáo học của Nho Thích Đạo, dùng nó để đoàn kết tôn giáo đa nguyên. Phương pháp chúng tôi dùng là mở một phòng uống trà tại nơi văn phòng làm việc, cùng với các đại sứ uống trà nói chuyện. Điều này là học từ lão sư Phương. Có thực chất có việc lên lớp dạy học, nhưng không câu nệ về hình thức dạy học. Vui vẻ, nhẹ nhàng giới thiệu cho các vị đại sứ của các nước nghe về giáo dục văn hóa truyền thống, cùng với giáo dục về tình yêu thương trong tôn giáo. Đây chính là phương pháp thực sự có thể giải quyết tất cả vấn đề của cá nhân, gia đình cho đến thế giới. Các đại sứ có thể chia sẻ những quan điểm này với người lãnh đạo của đất nước họ, cùng chung tay giúp đỡ thế giới hóa giải xung đột,
thúc đẩy xã hội an định hài hòa. Văn phòng làm việc tại Paris là một cơ cấu vĩnh cửu, sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ kế tiếp. Phương pháp truyền thừa, văn hóa truyền thống là như thế nào? Lý tưởng của chúng tôi là làm một hệ thống trường học có tính dây chuyền khép kín và hoàn chỉnh, từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, một mạch cho đến đại học. Phải cắm rễ từ nhỏ, thì khi các em lớn lên mới không bị biến chất. Hệ thống trường học có tính dây chuyền, xác thực có thể đào tạo ra người tài, bồi dưỡng ra thánh nhân, hiền nhân, quân tử hiểu luân lý, có đạo đức, tin nhân quả, có thể chấn chỉnh thế đạo nhân tâm, cứu quốc gia, cứu thế giới. Một mặt khác, vẫn là phải tiếp tục làm công tác đoàn kết tôn giáo. Nền tảng vững chắc của đoàn kết tôn giáo nằm ở việc tôn giáo quay trở về với giáo dục. Hiện nay lớp tiến sĩ hài hòa của Anh Quốc đang tiên phong dẫn đầu, bồi dưỡng ra các truyền giáo sĩ ưu tú của mỗi một tôn giáo. Nền tảng này ở Tu Quynh Ba của chúng ta rất tốt, đã làm công tác đoàn kết tôn giáo đã mười mấy năm rồi. Sau này có cơ duyên có thể xây dựng một đại học tôn giáo, khiến mỗi học sinh của các tôn giáo đều có cơ hội thâm nhập học tập kinh điển của tôn giáo chính mình, đồng thời cũng hiểu rõ giáo nghĩa của các tôn giáo khác, thực sự hiểu rõ chư thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Tất cả tôn giáo có thể đoàn kết vững chắc với nhau, chung sống hòa mục, đối xử bình đẳng. Quan trọng nhất là chánh nghiệp của chúng ta cũng cần phải có người truyền thừa. Chánh nghiệp là gì? Pháp môn niệm Phật, giảng sanh tịnh độ của chúng ta chính là chánh nghiệp. Đây là học Phật, là pháp môn đệ nhất để thành Phật. Gặp được tịnh độ, như vậy thì bạn thật là may mắn, một đời chứng đắc cứu cánh viên mãn. Bạn tìm trong vô lượng pháp môn, cho dù tìm cũng tìm không ra một pháp môn tương đồng với pháp môn tịnh độ này. Không tìm ra, không có. Chúng ta phải biết rằng duyên phần này rất khó có được. Đã có được rồi, vì sao không thể giảng sanh? Vì đối với chân tướng của cực lạc và ta bà chưa hiểu rõ, chưa thấu suốt, có hoài nghi đối với thế giới cực lạc, còn lưu luyến đối với thế giới ta bà. Kinh Vô Lượng Thọ giúp cho chúng ta nhận thức rõ về hai thế giới này. Tôi hy vọng Kinh Vô Lượng Thọ sẽ có thế hệ tiếp theo kế thừa, tiếp tục giảng, không được để gián đoạn, dùng công cụ khoa học hiện đại hiện nay để truyền hình vệ tinh, truyền hình Internet, ở một nơi giảng toàn thế giới đều có thể xem được. Người giảng trước hết cần phải độ chính mình, rồi mới độ người khác. Bản thân vẫn chưa làm được thì bạn không thể giảng thấu triệt, giảng được rõ ràng bộ kinh này. Chính mình làm được rồi thì bạn sẽ tự nhiên biết giảng thôi. Mỗi lần giảng đều có thể hội, mỗi lần giảng đều có ý nghĩa không như nhau, thể hiện rõ kinh giáo của Phật Đà.
tư tưởng, lời nói, hành vi của Tổ sư Đại Đức tương ưng với tánh đức, là trí huệ chân thật. Giảng kinh giáo một cách rõ ràng, thấu triệt, giúp mọi người chân thật hạ quyết tâm kiên định, chân tín, chân nguyện, một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Tôi học Phật 7 năm thì phát tâm xuất gia. Vừa xuất gia thì bắt đầu giảng kinh, dạy ở Phật học viện. Sau khi xuất gia 2 năm tôi mới thọ giới. Sau khi thọ giới, tôi đến Đài Trung thăm Lão Sư Lý. Lão Sư Lý vừa nhìn thấy tôi, dùng tay chỉ vào tôi, rồi lớn tiếng nói là: anh phải tin Phật, anh phải tin Phật. Tôi ngẩn người ra trong phút chốc. Lão sư giải thích cho tôi là tin Phật không đơn giản. Không thể nói hiện nay anh đã xuất gia rồi, đã thọ giới rồi, đồng thời đã và đang làm công tác hoằng pháp. Việc này chưa chắc là chân thật tin Phật. Có người cả đời xuất gia 80-90 năm vẫn chưa tin Phật. Sao lại nói là không tin Phật? Những gì Phật nói trên kinh, người này một chữ cũng không làm được, thì đây là không tin Phật. Những gì Phật dạy bạn không làm được, không làm được chính là không tin Phật, không tin tưởng. Chúng tôi xin nêu thí dụ đơn giản nhất. Phật dạy bạn bố thí mà bạn lại keo kiệt, xem tiền tài như sanh mạng. Như vậy tức là không tin tưởng rồi. Phật dạy bạn trì giới mà bạn lại hay phá giới. Phật dạy bạn nhẫn nhục, bạn lại thường nổi nóng. Như thế thì làm sao được chứ? Điều này thể hiện rất rõ bạn không tin rồi. Thậm chí còn giảng kinh cho người, giảng đến mức hoa trời rơi rụng, nhưng hành vi, việc làm của chính mình lại hoàn toàn trái ngược với những gì trên kinh đã nói. Đây chính là không tin Phật. Ba câu phía trước là phàm phu, bốn câu phía sau là Bồ Tát, đối chiếu rất rõ ràng. Con người phàm phu, tâm vô niệm túc, duy đắc đa cầu. Đây là nói rõ phàm phu trong lục đạo, đặc biệt là cái xã hội hiện nay của chúng ta. Tại sao lại tạo thành tham sân si mạng? Cơ hồ như đã đạt đến tình trạng bão hòa. Nếu như chúng ta bình tĩnh mà quan sát, tư duy, thì sẽ phát hiện đây là vấn đề của giáo dục. Trung Quốc, cũng có thể nói gồm cả phương Đông, từ xưa đến nay không nước nào mà không xem trọng nền giáo dục của Thánh Hiền. Giáo dục của Thánh Hiền, bất kể là Nho gia cũng tốt, Đạo gia cũng tốt, thậm chí ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, cái này có thể nói đều là nằm trong một hệ thống văn hóa lớn. Từ xưa đến nay đều là dạy về luân thường, đạo đức, nhân nghĩa.
những quan niệm này. Luôn luôn không mong cầu quá mức đối với dục vọng về vật chất, mà xem trọng sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Cho nên chúng ta thử xem biết bao nhiêu danh tự của cổ nhân, thi từ ca phú. Ngày nay chúng ta đọc lên vẫn có thể cảm nhận được cái đời sống đó của họ thật tự tại, an lạc. Cho nên tri túc thường lạc, có thể cảm nhận được. Người hiện nay cả đời ra sức truy cầu dục vọng không cùng tận. Hay nói cách khác, cả đời sống ở trong khổ đau, cả đời sống trong trạng thái thân tâm căng thẳng. Cả đời này không hưởng được một chút lạc thú nhân sinh nào cả. Chúng tôi quả thật là nghĩ không ra, họ làm sao sống được cũng hay. Cả đời sống trong thế gian này là để kiếm tiền mà sống, là vì tham cầu ngũ dục lục trần mà sống. Vậy thì không tính. Thử xem lại Phật Pháp, so sánh thử, chúng tôi phát hiện một cách rất tự nhiên, họ ở trong một đời tạo biết bao nhiêu tội nghiệp. Những tội nghiệp này chắc chắn là chiêu cảm khổ báo trong ba đường. Cho nên đến mấy chục năm như vậy, tội gì phải đến khiến chúng tôi sau khi quan sát quả thật cảm khái muôn vàn. Quay lại nghĩ về bản thân chúng ta, ở trong đời này thật vô cùng may mắn gặp được chánh pháp, cũng vô cùng may mắn khi gặp được thiện tri thức giảng dạy cho chúng ta biết, dẫn dắt chúng ta tu hành. Chúng ta trong đời này mới không đến nỗi bị đọa lạc. Chí ít chúng ta có phạm lỗi lầm tạo tội nghiệp thì cũng giảm thiểu đến mức thấp nhất. Chúng ta còn phải nỗ lực tinh tấn, hy vọng sau này tuổi già tuy thời gian không nhiều, vẫn hy vọng có thể tu hành tâm được thuần tịnh, hành vi được thuần thiện. Có thể đến một ngày nào đó sẽ làm được. Đó là điều rất đáng vui mừng. Có thể ở trong một đời, có một tuần có thể làm được, có một tháng có thể làm được, có một năm có thể làm được. Tôi rất tin tưởng chúng ta sẽ dứt sanh tử, ra khỏi luân hồi. Cầu sanh tịnh độ quyết định có đảm bảo, quyết định nắm vững. Có như vậy, chúng ta ở trong đời này mới không uổng phí. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức thị hiện cho chúng ta thấy, đó chính là tấm gương của chúng ta. Là tấm gương gì vậy? Là tấm gương thoát khỏi sáu cõi luân hồi, là tấm gương thoát khỏi phiền não sanh tử. Chúng ta cần phải giác tri, cần phải học tập làm theo. Quyết định không thể tăng trưởng tội ác. Học Phật nếu như tăng trưởng tội ác, sự việc này là vô cùng nghiêm trọng. Vì họ mang hình tượng là đệ tử Phật, họ không phải là phàm phu thông thường. Phàm phu thông thường tạo tác tội nghiệp thì họ phải thọ quả báo, đây là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Nếu như bản thân là đệ tử Phật, cũng tức là nói đã mang nhãn mác Phật Pháp,
biểu hiện của bản thân là hình tượng của Phật, mà cũng đang tăng trưởng tội nghiệp, thì đó chính là phá hoại hình tượng của Phật, phá hoại hình tượng của chánh pháp. Cái tội này phải nặng hơn. Rốt cuộc nặng cỡ nào vậy? Cái này rất khó nói. Xem mặt ảnh hưởng của nó là bao lớn, thời gian dài bao lâu. Nếu như mặt ảnh hưởng của nó rất rộng, thời gian ảnh hưởng rất dài, thì cái đó phiền phức to rồi. Cái tội đó là vô cùng, vô cùng nặng. Quý vị đều biết, đồng tu tại gia, xuất gia đều hiểu rằng phá hòa hợp tăng, đây là tội ngũ nghịch, đọa địa ngục A Tỳ. Tội ngũ nghịch là giết hại cha, giết hại mẹ, giết A-la-hán. Điều này cũng không dễ. Thông thường người phạm cái tội này không nhiều. Làm thân Phật chảy máu chính là ác ý, hủy diệt hình tượng của Phật Bồ Tát. Đây xem như là làm cho thân Phật chảy máu, cũng không nhiều. Cái dễ bị phạm nhất là phá hòa hợp tăng, chính là phá hoại tăng đoàn. Đây là một tội trong tội ngũ nghịch dễ bị phạm nhất. Nhưng chúng ta hiện nay thử nghĩ, phá hoại hình tượng của Phật há chẳng phải là nghiêm trọng hơn so với phá hòa hợp tăng hay sao? Phá hòa hợp tăng là bạn hủy hoại một ngôi chùa. Bạn hủy hoại hình tượng của Phật, khiến đại chúng trong xã hội sinh lòng phản cảm, sinh lòng chán ghét đối với Phật giáo. Quý vị thử nghĩ, cái tội lỗi này chẳng phải là còn nghiêm trọng hơn so với phá hòa hợp tăng hay sao? Học Phật là cầu trí tuệ. Người có trí tuệ nhìn thấy một sự việc, nhà nho thường nói, xem một cái thì biết những cái còn lại. Trong Phật Pháp cũng thường nói, nghe một biết mười, một nghe ngàn ngộ. Chúng ta hiểu rõ một đạo lý thì có thể thông suốt rất nhiều sự lý khác. Cho nên, học Phật chân chánh, tôi thường hay khuyên mọi người, hình tượng Phật rất quan trọng. Tôi hiểu rõ. Tôi thường hay khuyên mọi người, nhưng rất ít người có thể nghe lọt lỗ tai, rất ít người có thể làm theo. Cho nên không thể thay Phật nêu lên một tấm gương tốt ở trong xã hội để mọi người kính trọng. Năm xưa, Viện trưởng Hàn giảng sanh, bất đắc dĩ chúng tôi mới rời khỏi thư viện Hoa Tạng Đại Bắc. Tôi không còn cách nào không thể không ra đi. Tôi khuyên đại chúng của thư viện, các anh cố gắng ít nhất phải ở lại thư viện xong 3 năm. 3 năm đó là 3 năm sau khi viện trưởng Hàn giảng sanh. Các anh xem tình hình, nếu như cần phải rời khỏi thì các anh có thể ra đi, chỉ ít phải ở xong 3 năm, chúng ta mới xứng đáng với công ơn mà viện trưởng Hàn năm xưa đã che chở cho chúng ta. Con người không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa, đó không phải là người, còn không bằng loài súc sanh. Cùng đạo lý như vậy, tôi rời khỏi Singapore. Một lần nữa tôi khuyên các đồng tu, các anh, những người ở Tịnh Tông Học Hội Singapore, hoặc giả là có một số người ở Cư Sĩ Lâm, cũng chí ít phải ở nơi đó mãn 3 năm. Những người này không nghe lời, sau khi tôi rời khỏi thì họ thấy đều bỏ đi hết. Trong lòng tôi vô cùng ái ngại. Tôi ra đi là bất đắc dĩ, đâu có kiểu làm như vậy được. Đến Úc Châu, Úc Châu vốn dĩ có Tịnh Tông Học Hội ở Boston. Năm xưa chúng tôi thường hay đến Hoằng Pháp ở Úc Châu, đều do học hội này tiếp đãi. Tịnh Tông Học Hội đương nhiên trước đây tôi cũng giúp đỡ họ rất nhiều,
Chúng tôi cũng có mấy vị đồng tu thế hệ chữ ngộ ở tại Tịnh Tông học hội. Tôi xây học viện ở Tuwumba. Sau khi kiến lập học viện Tịnh Tông xong, tôi liền bảo với những đồng tu ở tại Tịnh Tông học hội này: quý vị không cần phải lên núi, quý vị cần phải ở bên đó giúp đỡ họ thật nhiều. Đến khi nào họ không thích nữa, bảo anh đi thì anh mới lại lên núi. Nhưng cũng không có ai nghe theo. Chỉ có một vị là Pháp Sư Ngộ Sanh ở bên đó. Chú là người Việt Nam. Chú không hiểu tiếng phổ thông, cũng không hiểu tiếng Anh. Ở trên núi với mọi người không tiện lắm, cho nên vẫn còn ở trong học hội như cũ. Cho nên không nghe lời. Họ không biết dụng ý của tôi. Chúng tôi ở trong mỗi niệm đều là hy vọng thay Phật Pháp xây dựng nên một hình tượng tốt. Người học Phật có tình, có nghĩa, có ân, có đức, thì bạn mới khiến đại chúng trong xã hội tôn trọng được. Đại chúng trong xã hội tôn trọng bạn chính là tôn trọng Phật Pháp, chính là tôn trọng chư Phật Bồ Tát. Quý vị thử nghĩ, cái công đức này bao lớn. Nếu như những điều chúng ta biểu hiện khiến người khác hủy báng, khinh mạng, xem thường ta là chuyện nhỏ, xem thường Phật Bồ Tát, xem thường Phật Pháp, điều này sẽ tạo nên ảnh hưởng tiêu cực cho xã hội, thì bản thân chúng ta sẽ có lỗi, liền tăng trưởng tội ác. Cho nên ba câu này xem ra giống như là rất bình thường. Bạn tỉ mỉ quan sát, ở trong đây có bài học lớn, có ý nghĩa rất sâu rộng. Chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm là phúc là họa. Ở đây Phật đều nhắc nhở chúng ta, chúng ta phải tỉ mỉ mà quan sát, mỗi ngày phải tư duy. Trước đây thầy Lý thường hay dạy bảo học trò, đệ tử Phật phải nhớ kỹ. Chúng ta hàng ngày phải dán vàng lên mặt Phật. Đây chính là hành vi của chúng ta, phải y giáo phụng hành. Phật có dễ dàng thì chúng ta mới có phước, có tuệ. Phước tuệ song tu, dứt khoát không được bôi tro trét trấu lên mặt Phật. Cái tạo tội nghiệp đó đi ngược lại lời giáo huấn của Phật, tạo nên ảnh hưởng tiêu cực, cái tội nghiệp đó sẽ đọa địa ngục A Tỳ, nên không thể không biết. Xem tiếp đoạn phía sau này: Bồ Tát bất nhĩ thường niệm tri túc, an bần thủ đạo, duy tuệ thị nghiệp. Đây là Phật chỉ dạy chúng ta, chúng ta cần phải nên giác tri, cần phải nên hiểu được, biết đủ thường vui. Con người chỉ cần biết đủ thì họ sẽ không mong cầu. Cổ nhân thường nói: nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Người giác ngộ, người tu hành ở trong thế gian này chắc chắn là không tranh với người, không mong cầu gì ở thế gian. Họ mới có thể vui với cái nghèo mà giữ đạo, mới đích thực có thể làm được. Không những không tham cầu đối với pháp thế gian, mà ngay cả pháp xuất thế gian cũng đều như vậy. Trong Kinh Bát Nhã nói rất hay: pháp còn phải buông, huống hồ phi pháp. Chữ pháp đó là Phật Pháp. Phật Pháp cũng phải buông xả, cũng không nên tham cầu, huống hồ là pháp thế gian. Vì là nói hết rồi. Cái đạo lý này rất sâu. Chúng ta cần cố gắng học tập, nghiên cứu. Tại sao ngay cả Phật Pháp cũng không được mong cầu vậy? Cái đạo lý này trong Kinh Đại Thừa nói rất hay: Phật Pháp là pháp duyên sanh, pháp do nhân duyên sanh.
phàm là pháp do nhân duyên sanh đều không phải là chân thực. Cho nên Phật pháp cũng không ngoại lệ. Cái gì là chân thực vậy? Chỉ có tự tánh là chân thực. Ở trong tự tánh không lập một pháp nào cả. Không những không có thế gian pháp, mà Phật pháp cũng không có. Ở trong tự tánh mà lập một pháp, vậy liền hỏng ngay. Phật nói trong Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm: tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Đây là tôn giả Phú Lâu Na hướng về Thế Tôn thỉnh giáo. Ở trong tự tánh vốn dĩ không có vô minh, tại sao lại có vô minh vậy? Rốt cuộc vô minh từ đâu mà có? Phật nói: tri kiến lập tri thì vô minh bổn. Chỉ một câu là nói hết cả rồi. Vô minh từ đâu mà có vậy? Chính là bạn hy vọng muốn kiến lập thì phiền phức liền đến ngay. Lục Tổ Đại Sư rất cao minh. Xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ, một pháp không lập. Đó chính là minh tâm kiến tánh. Bạn vẫn còn lập một pháp, bạn liền sai rồi. Đó chính là gốc của vô minh. Đó chính là không biết đủ. Người biết đủ, trong tâm một niệm không sanh. Bất kể là ở trong cảnh giới nào, thiện duyên cũng tốt, ác duyên cũng tốt, thuận cảnh cũng tốt, nghịch cảnh cũng tốt, ở thế giới cực lạc cũng tốt, ở địa ngục A Tỳ cũng tốt, hoàn toàn không khởi tâm động niệm, sẽ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đó chính là biết đủ. Có một niệm tâm tốt xấu, tôi ưa thích thiên đường, tôi chán ghét địa ngục, nhưng có một niệm tốt xấu đó chính là vô minh. Đó chính là kiến lập. Đó chính là không biết đủ. Đó là sai rồi. Sở dĩ trong kinh nói rất đơn giản, cũng như nói văn chương từng câu đều là đề tài, mỗi một đề tài đều có thể viết thành một bài văn lớn. Mỗi một câu nếu như viết thành sách đều là trước tác lớn. Điều này chúng ta không thể không biết, không thể không sáng tỏ, không thể không hiểu rõ, không thể không cố gắng học tập. Thường niệm tri túc. Ý nghĩa của câu nói này vô cùng sâu rộng. Có thể nói, thế gian hay xuất thế gian, tất cả thánh hiền, bản thân các ngài đều làm được, làm nên cho chúng ta thấy. Các ngài chỉ dạy chúng ta cũng như vậy, giống như Phật vậy. Ở Trung Quốc, chúng ta thấy Khổng Tử, Lão Tử, Mạnh Tử, Trang Tử. Ở trong nhà Phật, chúng ta thấy Phật Bồ Tát, nhìn thấy các tổ sư đại đức xưa nay. Ở trong tôn giáo phương Tây, chúng ta thấy đạo Công giáo, thấy Chúa Giê-xu. Ở trong kinh Koran, chúng ta thấy Đức Mohammed. Những lãnh tụ tôn giáo vĩ đại này của thế gian, không có vị nào là không tri túc thường lạc, cũng dùng biết đủ để giáo hóa tất cả chúng sanh. Ở trong kinh điển, chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Đặc biệt trong Phật pháp, Bồ Tát muốn thành Phật thì trước tiên phải đi làm Bồ Tát bổ xứ, tức là làm hậu bổ Phật. Mỗi một vị Bồ Tát thành Phật nhất định trước tiên phải làm hậu bổ Phật, gọi là Bồ Tát bổ xứ. Hậu bổ Phật ở nơi nào vậy? Ở tại trời Đâu Xuất. Đâu Xuất là tiếng Phạn, ý nghĩa chính là biết đủ. Các bạn thử nghĩ xem, đây là ý gì vậy? Bồ Tát đích thực làm đến mức tri túc viên mãn, họ liền thành Phật ngay. Tuy là đang tu tri túc, nhưng chưa tu được viên mãn, cho nên họ vẫn là Bồ Tát. Tri túc tu viên mãn rồi
liền viên thành Phật đạo. Hiện tại Bồ Tát Di Lặc ở đời đâu xuất? Ngài tu công phu gì vậy? Là tu công phu tri túc. Đợi đến khi tu viên mãn rồi, Ngài liền đến thế gian này để thị hiện thành Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh nói với chúng ta, khi nào Ngài đến thì hiện thành Phật vậy? Phải sau 5.607.000.000 năm nữa. Chúng ta nghe đến cái thời gian này rất dài, nhưng mà ở trời đâu xuất thì không dài. Ở trời đâu xuất so với chỗ chúng ta đây có chênh lệch thời gian. Trong kinh Phật nói với chúng ta, một ngày ở trời đâu xuất bằng 400 năm ở thế gian. Một ngày là 400 năm ở nhân gian. Ở nơi đó cũng là 365 ngày là một năm. Thọ mạng của họ, thọ mạng thông thường là 4.000 tuổi. Như vậy thử tính, đến trời đâu xuất thọ mạng của Ngài hết rồi, Ngài liền đến nhân gian để thị hiện thành Phật. Cái thời gian này, dùng thời gian ở trên cái địa cầu này của chúng ta để tính, tức là 5.607.000.000 năm.